Mày lên gì? Hả? Em ở trên kia anh cần đánh em mới nhặt về đây ở à? Mày biết chị Thảo đi đâu đó, mày biết con nằm mình không phải đây. Hả? Chị Thảo đi đâu để chị chứ? Con kệ á, bây giờ mày biết tao tìm cả Thảo cả đêm nay cũng là ngủ cả đêm rồi. Ba nó xem nó rồi, cái Thảo đi, bây giờ con Thảo cũng đi, biết đâu mất tích không đi được đâu rồi. Sao mày làm thế? Thì 2 giờ đêm mình phải về thì gọi sáng nay thì mình vẫn chưa thấy Thảo đâu, không biết là đi đâu nữa các bạn ạ. Thì mình gọi điện thì thuê bao. Thế là lúc nãy thì mình cũng gọi cho mẹ của Thảo ấy, bà ngoại của mình ấy, thì mình cũng gọi thì mẹ bảo là không về. Không biết là thế nào mình cũng gọi về bà vào trong nhà của mình nữa. Thì không biết là Thảo đi đâu nữa các bạn ạ. Đến giờ này mình thấy mệt mỏi quá, cả đêm qua 2 giờ đêm mình mới về. 3 giờ mới ngủ được, trằn trọc không ngủ được các bạn ạ. Sáng sớm thì mình bắt tuyến dậy đi tìm khắp ở khu trên này không thấy, và cũng sang bạn bè của Thảo tìm thì mấy đứa bạn của Thảo bên ngay bên này ấy, thì cũng họ cũng bảo là không có, nhắn tin thì cũng không trả lời. Các bạn ạ, không biết mình biết là nó đi đâu nữa, bởi vì là hiện tại nó đang bầu ấy, nó là suy nghĩ nó thật sự là bây giờ nó người bầu người ta hay suy nghĩ kiểu ngông cuồng lắm, người ta suy nghĩ hay bị tiêu cực đó các bạn ạ. Nên là mình Thảo thì nó cũng tính trẻ con nữa, và rất nhiều lần nó cũng định bỏ đi rồi, nhưng mà mình đã biết nó định như thế là mình cũng đã cản nó lại và đấy nói để cho nó biết trong lòng, để nó biết đấy, nó là nó hạ được cái cảm xúc của nó xuống. Thì bây giờ hôm nay là tối hôm qua mình đi ra ngoài lấy tiền ở ngoài chỗ anh ở bên ngoài kia, mình về thì không kịp nữa, cái chi nó đợi mình đi ra khỏi nhà thì bắt đầu nó làm để đuổi Thảo ra ngoài như thế. Thật sự là bây giờ mình thấy hối hận quá các bạn ạ, không biết làm nào, nó tìm Thảo không lấy đâu. Bây giờ Thảo đang bầu bì như thế mà mình con gái đi mang ba lô mấy bộ quần áo với lại một cái ấy gì là cái lều hay sao ấy, các bạn ạ, cái lều mình để ngay phía dưới cặp giường ấy mà nó mang đi, không biết nó định đi đâu. Mình nghĩ là chắc chắn nó định bỏ đi rồi, mình nghĩ nó không về nhà đâu, bởi vì là nó đang suy nghĩ nó đang tiêu cực rất là mạnh các bạn ạ. Mấy hôm nay là nó đã sợ chết rất là kinh rồi, bây giờ nó đang bầu bì nữa vào nữa thì không biết nó thế nào. Bây giờ mình đang về sắm về nhà, mình hỏi cái chi tại xem là tình hình như thế nào, mà tự nhiên chắc là cái chị biết nó đi đâu đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ vào nhà mình hỏi đó. Chị ơi! Chị! Thấy ở đây mà. Nó đi đâu rồi nhỉ? Mẹ nhỏ. Thế nó lại đi đâu rồi? Nó đi đâu rồi nào? Anh hôm nay đó à? Không, nãy ngồi lên tầng 2 và xuống phòng làm việc này. Có đi đâu được? Nghỉ trong phòng. Trên tầng còn. Mày nó lại bỏ về nào? Chúng con đánh nó giận. Mày chị ơi! Mày xử lý mày đánh nó. Cớ vẩn nó lại đi. Chắc nó về nhà. Mày ra về luôn á? Ra về nhà. Ba ơi. Hả? Đi đâu? Ôi, trong buồng rồi, ở đâu? Đánh Thảo nè. Nó đuổi cái Thảo đi về, không biết là Thảo đi đâu rồi kìa. Sao lại thế? Không biết được, nó đuổi cái Thảo đi rồi. Từ qua rồi không tìm vãi ở thấy ạ. Ê, nó bảo là Thảo đuổi nó, bảo thế. Sao có biết được ạ? Nó đâu rồi? Nó ở trong phòng rồi kìa. Yeah. Mày lên gì? Hả? Em ở trên kia anh cần đánh em mới nhặt về đây ở à? Mày biết chị Thảo đi đâu đó, mày biết con nằm mình không phải đây. Hả? Chị Thảo đi đâu để chị chứ? Con kệ á, bây giờ mày biết tao tìm cả Thảo cả đêm nay cũng là ngủ cả đêm rồi. Ba nó xem nó rồi, cái Thảo đi, bây giờ con Thảo cũng đi, biết đâu mất tích không biết được đâu rồi. Sao mày làm thế? Cháu có làm đâu chứ Thảo. Nó đuổi cái Thảo đi, xong bây giờ Thảo đi mất tích rồi. Ba có biết đâu mà thấy nó về, nó bảo là chị Thảo đuổi nó về, xong nó về. Lúc nào mấy hôm nó mới lên, nó bảo thế, bà có biết được. Nó điêu lắm rồi bà, không phải tin được nó đâu. Nó đuổi cái Thảo đi, nó cầm một ba lô sách, nó vứt cái ba lô ra ngoài đường kìa. Anh không phải nói bà, ở kia anh kiến tác con kìa. Nó láo con, tác con, bà tác cho nó phát đấy, cho nó bỏ về. Hay là vợ chồng mày cũng làm thế nào, nó em nó còn trẻ, nó không biết thì phải bảo nó chứ. Con chả làm gì đâu. Anh chị lớn, anh chị biết rồi. Nó suốt ngày nó ghen tị với cái Thảo ấy. Xong rồi nó đuổi cái Thảo đi. Hôm qua đi nhà đi ra ngoài có một tí về. Chị thế thì mày làm em mình phải nghe anh chị nó bảo nào phải nghe chứ, mày cứ theo tính mày phải suy nghĩ xem nào, mày cũng lớn rồi không phải là còn nhỏ đâu. Anh chị
Chiến này, con nói được mấy câu anh Chiến. Mày nói sao? Tao là anh mà tao nói mày không nghe, mày thật đánh à? Tao không chịu. Mày làm đi làm, mày đi chơi à? Mày đi phá phách của tao à? Nó ở chơi, nó làm gì nhiều, nó nghe tỉ cái Thảo ấy. Thôi, cái từ nay thì đi thì mày... Không làm cái gì ở lại sớm, quét nhà nó cơ, thế thì bảo không làm gì. Từ nay thì đi thì... Chị Thảo ngồi ngủ đến chiều. Nó có bầu, nó có làm gì? Nhưng mà cũng quát ít nó thôi, nó cũng còn trẻ nữa. Trẻ thì bà xem nó lấy tiền, nó nhét vào trong giường của con, nó bảo là cái Thảo đấy kìa. Nó lấy được không? Nhưng mà chả biết có phải hay là ai nhét vào đấy. Chỉ đó, chứ ra tiền của nó chỉ có ai đâu mà ai nhét. Nó để vào đâu, ai biết được. Sao nó lại mang tiền nó để vào gầm giường của mày? Làm gì nó điên mà nó làm như thế. Nó chỉ có nó thế thôi, từ cái hôm mà đi chơi về ấy, nó ghen tị với cái Thảo. Con mua nó qua cho con Thảo, nó không được mua, nó ghen tị, nó vứt cả lô xuống dưới đất kìa. Thì chẳng ghen tị, anh mua ở hai người chứ, mua có một người thế. Mày cái đo mày tiền mày đi chơi còn sao nữa. Thế mày làm anh thì mày cũng không phải, mày cũng phải mua ít nào ít cho nó. Con có biết là cho tiền nó rồi. Bây giờ tìm cái Thảo, mà đi bầu nó đang bầu bì, biết rồi nó còn tìm. Thôi nhưng mà thôi. Xin nghĩ lại đi, nó mày đi xin anh mà. Xin anh. Anh chị bây giờ Thảo biết đi đâu bà là mà xem. Mày đi tìm xem, chị ở đâu. Kệ. Đi tìm mẹ trai đi. Tìm nó biết được rồi. Trai là mình xin anh chị. Chị cũng lớn rồi, có chân đi, chân gì. Nhưng mà mày làm thì cũng không phải. Mày phải. Nó đã hơn rồi bà, nó không đánh. Không đánh nó, không biết tội được đâu. Nhưng mà bây giờ nó đã xảy ra như thế, nó đánh không được nó nói. Mày dậy mày đi tìm cái Thảo của tao đi. Nó mang cả cháu ra đi rồi, con ra đi rồi đấy. Em không tìm. Thôi thì để bà đi tìm cho. Bà đi ra ngoài này, bà đi thuê taxi. Biết nó đâu mà tìm giờ này nữa. Thuê taxi cho bà đi tìm. Không ở đâu. Ok mấy bạn ơi, thì mình vừa mới về nhà lên các bạn ạ. Thì không biết là cái Thảo đi đâu các bạn ơi. Thì mình nghĩ là nó chỉ quanh quanh với Hòa Bình đấy thôi. Bởi vì là mình có gọi điện cho mẹ và về đến nhà rồi. Và mình cũng mình hỏi mẹ nhưng mà mẹ bảo là không có nhà. Thì chắc chắn là mình nghĩ là nó không về nhà đâu. Bởi vì nó đang kiểu là nó muốn đi. Mình nghĩ là hay là nó lên Anh Toại không biết nữa. Có phải là nó lên Anh Toại không các bạn ạ? Bởi vì là mình cũng không dám hỏi mẹ là mình không dám bảo mẹ là Thảo nó đi như thế. Nên là mình cũng chỉ gọi hỏi là cũng Thảo có về nhà không thôi. Xong mình nói dối mẹ là Thảo bảo đi về nhà chơi mà không thấy thôi. Còn mình không bảo là Thảo bỏ nhà đi và phải chi đuổi đâu các bạn ơi. Thì giờ mình vừa về nhà tối qua mình nói chung là ngủ được có 3 tiếng các bạn ạ. Thật sự bây giờ mình cái díu với cả mắt rồi. Thì Tuyến nó buồn ngủ quá, nó vào chạy vào nhà nó tắm để nó ngủ rồi. Thật sự bây giờ mình mệt mỏi lắm rồi, không biết là Thảo đi đâu nữa. Về nhà thì về nhà hỏi gì, chi nó cũng chả nói, chi nó bảo là đuổi đi thôi. Còn hôm qua mình cũng tức thằng Tuyến, nó cũng chả giữ Thảo lại để Thảo đi thế. Giờ không biết làm nào, giờ mình rất là lo. Nó có mình con gái mà bầu bì nữa. Thật sự bây giờ mệt mỏi lắm rồi. Thôi bây giờ mình đi vào mình tắm rửa xong là đi bảo bạn bè nó nhắn tin dò thêm, chứ bây giờ mình không để ở như này được các bạn ạ. Thôi nếu mà có gì mình sẽ quay các bạn tiếp nhé.